Chai quá ta. Chai chứ. 10 điểm. Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Shorty Nguyễn. Yeah. Thì như cái lời hứa ở cái reaction video gần đây nhất của mình thì mình nói là mình sẽ quay lại với một cái reaction video rất là sớm thôi. Ok, và đây là nó đây. Ok. Thì thì như cái tựa đề của video của ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho một sản phẩm mới của một trong những cái thành viên rất là bị underrated của Gớt Nang nói riêng cũng như là rap Việt nói chung, đó là Negif. Tên đọc đúng là Negif chứ không phải là Negaf hay là Nega hay là Negay. Ok, là Negif. Negif là một tên của một cái khẩu súng ở trong CSGO đó mấy ba. Ok. Và thì thực ra thì cái nghệ sĩ Negif này, cái anh chàng Negif này là một cái trong những nghệ sĩ mình rất là thích. Thực ra thì mình cũng có thấy một vài cái video của Negif ở trên TikTok. Thì cái bạn này thì mình cảm thấy rất là vui. Mình không biết là Negif có bằng tuổi mình hay không, nhưng mà tại vì Hiếu thứ hai cũng như là Hurricane là những người mà bằng tuổi với mình, thì mình cũng nghĩ là chắc là Negif chắc cũng xem thôi. Thì đây là một trong những nghệ sĩ mà mình đánh giá là có một một cái visual, một cái gương mặt rất là đẹp trai, rất là điển trai. Đây không phải là gay nha mấy ba, nhưng mà kiểu mà người ta đẹp trai thì mình phải khen đúng không? Mình, tôi là một cái con người thích, rất là thích cái đẹp, đúng không? Trai gái gì đó hay gì đó, ai đẹp trai đẹp gái thì tôi cũng khen. Thì Negif cũng vậy. Ok, thì chắc là không phải bàn về cái độ đẹp trai đẹp gái của ai, bất kỳ ai nữa. Thì và tới với phần reaction thôi. Ok, và nếu ở đây là lần đầu tiên các bạn xem qua cái reaction của mình, chưa bấm nút subscribe hoặc là xem bữa giờ mà vẫn chưa bấm nút subscribe, thì tôi có để gọi là cái nút subscribe ở dưới đó, thì kéo xuống mà bấm đi. Ok, và thực ra thì tôi cũng có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram đó rồi, thì hãy check qua nhé. Nhớ check qua TikTok nha, tại vì tôi luôn có kiểu cắt những cái video này ra để đăng lên TikTok để cho mọi người xem qua. Ok, và hãy đừng quên để lại một like cho cái reaction video này. Ok, cái áo ngày hôm nay của tôi mặc đẹp vãi, đẹp trai vãi. Ok, ok, let's go thôi baby. Trước khi bấm play cái video này thì cái tai nghe nó cũng hợp với cái áo nè, nhìn đẹp trai vãi. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì như lời nhắc của mỗi video always stay hydrated, đây không phải là quảng cáo, không phải, cũng đâu có nhận được quảng cáo gì đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Ok, nhớ uống nước đi. Ok, uống nước đi nè, làm một ngụm trước khi bấm play video này thôi. Ok, 1 2 3 vô. Ok, để bắt đầu thôi nè, let's go. Hôm nay hơi bị tăng động, rất là nhớ cái cảm giác làm reaction. Và trước khi bấm play video thì tôi muốn nhắc nhở một xíu là đó là ngày khoảng thời gian này năm trước, năm 2021 là khoảng thời gian tôi bắt đầu làm YouTube, và đến thời điểm hiện tại thì cũng là tròn một năm tôi làm YouTube rồi. Rất cảm ơn những cái người mà đã những cái bạn mà đã gọi là luôn follow tôi, luôn support tôi đến thời điểm hiện tại, cũng như là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, let's go. A Flying Andrew Production. Shout out to Andrew, okay? Negif là một trong cái người mà có một cái visual cực kỳ đẹp trai luôn. Tới khúc này thì chắc bạn, những cái bạn nữ sẽ kiểu là đẹp trai thiệt mà đúng không? Đẹp trai vậy. Rất là baby face luôn á, kiểu nhìn rất là kiểu Hàn Quốc, kiểu
trai thiệt, đẹp trai thiệt, chứ tôi mà có cái nét đẹp trai này thì cái kênh của tôi thì sẽ rất là xịn luôn. À, á trời thương cho gương mặt đẹp trai ghê. À, trai thiệt, không không có gay nha mấy ba, ý là đẹp trai mình khen đẹp trai thôi. Baby, anh không muốn phải thức giấc. Còn thật nhiều tin nhắn đến phone của em. They're asking all about us. I'm sorry nhưng người ta cứ nên giả vờ như là không quen. Dù ta đang chung chăn em sẽ giấc nồng. Như đôi mắt đã xoay vòng chờ mong. Bấy nhiêu tình yêu ta rơi xuống sông. Sorry me out. Tạm sao những yêu thương này vào trong trái tim mau cày. Chẳng phải đắn đo về mai này. Rồi cả hai sẽ hóa người lạ. Chỉ hai chúng ta nơi này. Vì tình yêu chẳng để phơi bày. Chìm trong cái ôm của ai. Baby, I cứ nghe thời này. If you know enough to break the love of us, trust me, don't let them know. Hey. Có những thứ phải giữ được cơn ngày sau đầu môi. Tin anh đi rồi let it go. Hey. Hey. If you know enough to break the love of us, trust me, don't let them know. Và sau hết những cảm xúc trong bao lâu này. Don't let them know. Câu chuyện đằng sau. Don't let them know. Close friend là bạn thân nhưng trên Instagram thì thấy lục lục là chụp màn hình như là paparazzi. Họ cứ lần theo từng dấu chân. Nếu anh đã xấu em như là mèo xấu phân là baby. Ai cũng đang ngóng mày ta chia tay như bao cặp đôi kia thôi. Chẳng phải nói hey. Nó chỉ muốn tay đừng mang em lên trên môi. Cảm thấy nhìn cái đôi bút nhìn ngứa mắt từ chứ mặc quần mặc áo đẹp rồi kiểu quần ngắn rồi mang cái đôi bút nhìn ngứa mắt từ chứ. Tôi riêng tôi thấy không cái outfit này nhìn không đẹp nha. Thế là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Ok. Những cái outfit kia thì đẹp, à, trừ cái việc mà là mặc lòi của quần xì nó một trong những cái điểm tôi không thích. Cũng đang ngóng mày ta chia tay như bao cặp đôi kia thôi. Chẳng phải nữa, nó chỉ muốn tay đừng mang em bắn trên môi. Kèm theo là lời phán xét, nên hãy đưa chuyện tình chúng ta xa khỏi nơi anh đến. Tạo ra những yêu thương này. Ủa, cái khúc này giống cái bài Dynamic Duo vãi. Cái khúc mà giống vãi. Nếu mà các bạn có nghe bài Dynamic Duo của thứ hai và Hurricane là cái khúc này cực kỳ giống luôn. Không biết rồi, có phải QT không? Phải QT rồi, cái này là Kado, ok. Giống vãi. Tạo ra những yêu thương này và trong trái tim mong cài. Chẳng phải đắn đo về mai này. Rồi cả hai sẽ hóa người lạ. Chỉ hai chúng ta nơi này. Vì tình yêu chẳng để phơi bày. Chìm trong cái ôm của ai. Vì anh cứ nghe thời này. If you know enough to break the love of us, trust me, don't let them know. Có những thứ phải giữ được cơn ngày sau đầu môi. Tin anh đi rồi let it go. If you don't want enough to break the love of us, trust me, don't let them know. Những cảm xúc trong bao lâu này. Don't let them know. Câu chuyện đằng sau. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Và nếu một ngày ta không phải chia sẻ. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Hay là maybe anh đã chỉ muốn giữ em cho đi. Mà nàng đưa ai đến đây. Vì nhiều người thì chẳng ai thế. Nên ở đây chỉ có ai ta. Chỉ có ai ta. Vài điều cần nói ra. Hey. Một vài chỉ nên nói qua thế nên là. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Và nếu mà nó nhìn cái outfit này nhìn có cái đôi bút gì nhìn cũng rất là ngứa mắt luôn. À, tôi thấy cái outfit này có cái đôi bút vô nhìn nó không đẹp nha. Và cái đôi bút là kiểu cái đôi bút mà của Kanye mang không? Nhìn nó không đẹp nha. Người ta không phải chia sẻ. Don't let them know. Don't let them know. Don't let them know. Maybe anh đã chỉ muốn giữ em cho đi một lần. Khúc này kiểu mấy bạn nữ sẽ kiểu
Achapa da Chipa. Mấy bạn nữ sẽ kiểu à, tôi cũng vậy, tôi cũng à, nhưng mà tôi không có gay á, tôi chỉ là đẹp trai thì tôi khen thôi, ok. Em muốn gì cho sinh nhật năm nay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. À, ok, tôi hiểu ra cái vấn đề của cái nội dung của cái MV này rồi. Ok. Ok. là cái ông này đang quen bà này, xong rồi kiểu trước khi bắt cóc bà này là nhắn là ok, if you know right, ok. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm này của Negif, Don't Let Them Know, và có sự góp mặt của Kado nữa, ok. Đây là một chắc là cái sản phẩm đầu tiên mà mình nghe đến cái tên Kado này luôn, ok. Rồi shout out cho Kado. Và yeah, thì thực ra thì tôi rất là hơi thất vọng một xíu, đó là không có cameo của những cái thành viên khác trong Red Nang ha. Tại vì cái sản phẩm trước của Hiếu thì có cameo của khá là nhiều gọi là thành viên trong Red Nang. Thậm chí là cái bài Window Shopper của Hurricane thì ít nhất cũng có Manbo nữa, thì cái bài này thì không có thì cũng hơi tiếc, ok, không sao cả. Và về phần nhạc thì nghe khá là vô, nghe cái vibe bài hát thì cái màu bài hát thì khá là mới, và chắc là tí nữa tôi sẽ ngồi nghe lại một lần nữa để nghe kỹ hơn. Đối với Negif thì như tôi nói là đây là một trong những rapper mà tôi cảm thấy là chưa được nhiều người gọi là chú ý tới nhất. Negif và Hurricane rồi cái thứ này, Manbo rồi cái thứ, nhưng mà đối với tôi là trong Red Nang vẫn một trong những cái người mà bị underrated nhất, và cũng như là tôi nghĩ là xứng đáng được nhiều cái sự chú ý hơn từ khán giả, đó là Hurricane. Thì thật ra thì trong Red Nang thì các bạn cũng cảm thấy được là Hiếu thứ hai đang carry nguyên cái Red Nang luôn rồi. Thì mình rất là vui khi mà Negif đã có một cái sản phẩm solo cho riêng mình, yeah. Và rất là mong là sản phẩm này nó sẽ đạt được nhiều thành công, cũng như là reach out được cho nhiều người hơn, ok. Và đó là cái reaction của mình cho cái sản phẩm này. Thật ra thì đối với cái sản phẩm này là cái sản phẩm ra mắt cùng lúc với lại cái sản phẩm của Cây Trần, cái bài Ume Em gì đấy. Thì để so sánh hai cái bài này thì thực sự mình vẫn thích cái bài này hơn. Cái đó là ý kiến cá nhân của mình thôi, ok. Có thể nó khác với các bạn, có thể giống với các bạn, ok, đâu biết được, ok. Mà đó là tôi chỉ muốn nói ra cái ý kiến cá nhân của tôi thôi, ok. Mà đó là reaction của mình cho cái sản phẩm này, và rất là mong mình đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn thông qua một cái video reaction ngắn ngủi này thôi, ok. Các bạn có thể check lại cái những cái đoạn short kích của mình trên TikTok, ok. Và cái reaction của mình đến đây thôi, hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Và như ở đầu cái buổi reaction này thì mình có nói là ở thời điểm hiện tại cũng vừa tròn một năm mình làm YouTube. Thì thông qua cái reaction video này, nếu mà các bạn có xem đến thời điểm hiện tại thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình thông qua cái video mình cũng cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều luôn, đã đồng hành với mình cũng được một năm. Thực ra thì 14.000 lượt subscribe thì nó cũng không quá nhiều, nhưng mà cũng đủ để làm mình vui rồi. Tại vì mình cũng không có nổi tiếng hay là làm trong những lĩnh vực về âm nhạc hay là giải trí gì cả, nhưng mà để bắt đầu một cái kênh YouTube thì nhận được một cái sự ủng hộ như vậy thì mình rất là cảm kích các bạn luôn, và rất là mong là chúng ta sẽ đón những cái điều mới trong năm mới, ok. Và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Một khi peace and I'm out, nhớ uống nước nha, và bye bye.